Ở tập 1 của câu chuyện ma người chết trở về thì chúng ta biết rằng Lực, một thanh niên lơ xe, đã chuyên lái xe tải, chuyên làm lơ xe tải với cả Phú để lái xe cho một tay xã hội đen tên là Anh Long. Anh Long này thì anh buôn hàng cấm, gỗ cấm và đủ các thể loại ngoài vòng pháp luật. Ở chuyến hàng trước thì do gặp một quỷ nữ, Lực và Phú đã bị tai nạn. Bởi vì tưởng rằng trong xe có hàng cấm nên Lực đã trốn đi để đi sang biên giới bên Lào. Nhưng mọi chuyện thì không hề đơn giản như vậy. Lực đã bị A Long của chúng ta, chính người đại ca của mình, đâm một con dao chí tử, cho sát thủ đi đâm một con dao chí tử vào ngực của anh. Vậy thì liệu Lực có còn sống hay không? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mọi bí mật đang dần dần được hé lộ. Kính mời quý khán thính giả cùng đón xem tiếp. Chuyện ma, người chết trở về, tập 2. 7 năm sau. Em đi chợ về rồi đấy à? Sao không bảo chị người làm đi cho khỏe? Người đàn ông tầm độ tuổi 40 thấy vợ mình đi chợ về, lập tức bỏ ngang công việc đang làm sở, chạy đến phụ xách đồ ân cần hỏi han. Người vợ thấy chồng như vậy cũng rất là vui vẻ, chỉnh lại áo ấm cho anh ta rồi cười cười. Hôm nay em muốn tự mình đi chợ nấu cho ba cha con một bữa thật ngon. Nhìn ánh mắt rạng ngời của chồng, chị vợ có chút rụt rè ấp úng, mãi mới nói nên lời. Sau đó em xin phép anh được về nhà cũ, cúng cho anh Lực một mâm cơm, nay là dỗ anh ấy ạ. Đôi mắt của người chồng thoáng buồn, nhưng nhanh chóng bị anh ta giấu đi, hò hò mấy tiếng mà nói. Huyền à, anh ước gặp em sớm hơn. Sau đó anh chồng tiến lên, nắm lấy bàn tay trắng ngần của vợ mà nói. Để anh lấy xe chở em cùng hai con luôn, anh cũng muốn thắp cho thằng Lực một nén nhang. Anh Vinh, anh... Không sao, anh thương em nên chấp nhận hết mọi điều của em mà. Anh Vinh đưa tay lên môi, ngăn vợ mình lại, sau đó dịu dàng nói ra. Điều này khiến chị Huyền vô cùng xúc động, ôm lấy chồng thật chặt, nước mắt hạnh phúc cứ thế mà rơi lã chã. Người ta nói rằng trời cao có mắt, câu này thật đúng không sai. Cuộc đời đã cướp đi anh Lực mà chị yêu thương nhất, thì cũng đền bù một anh Vinh yêu thương chị hết lòng, dù đôi lúc làm chính bản thân anh ta tổn thương. Tối hôm đó cả gia đình chị Huyền có mặt tại nhà cũ từ sớm. Họ dọn dẹp một hồi thì cũng bày biện đồ đạc đặng cúng cho anh Lực. Nhìn di ảnh đã sờn cũ của anh, chị Huyền không khỏi nghẹn ngào trong lòng, nước mắt cứ thế mà rơi trong vô thức. Năm đó thì khi hay tin chồng mình bị tai nạn rồi mất tích, đến xác cũng không được tìm thấy, chị Huyền như chết đi sống lại, khóc ngất không biết bao nhiêu lần. Chính vì vậy mà đứa con của hai người, thằng Cu Lâm cũng không được như con nhà người ta. Bác sĩ nói là do ảnh hưởng từ chị Huyền mà nó mới không ổn định về thần kinh, xem như là bị tự kỷ nhẹ. Tên Lâm cũng là do anh Lực đặt. Khi siêu âm được thằng con trai, anh Lực đã rất là vui. Con nói khi con lớn lên sẽ dạy cho nó lái xe, rồi chở nó đi khắp nơi cho mở mang kiến thức. Ngoài ra thì anh ta còn muốn sinh thêm một bé gái, đặt tên là Loan. Bé Loan sẽ ở nhà với mẹ, chờ hai cha con làm việc trở về. Càng nghĩ tới chị Huyền càng thêm nức nở, đến mức anh Vinh, chồng hiện tại thì phải đến bên động viên an ủi một hồi mới thôi. Sau khi cho thằng Cu Lâm thắp hương cho bà nó, chị Huyền dìu con trở về bàn. Bốn người họ ngồi quây quần ăn những thức ăn do chính chị nấu. Đang bữa ăn không khí cũng đã bình thường trở lại, bất chợt thằng Lâm béo béo tay mẹ nó, giọng lý nhí. Mẹ ơi, có chú nào cứ đứng bên tủ thờ kia. Chị Huyền nhìn lại không thấy gì, liền gắp một miếng gà cho con mà nhẹ giọng. Con hoa mắt đi thôi, ở đây chỉ có bốn người chúng ta mà. Không, con thấy có chú kia kìa, chú ấy còn cười với con, đang vẫy con nữa kìa. Nói rồi thằng Cu Lâm bỏ đũa xuống mà chạy đến bên tủ thờ. Chị Huyền tuy ngồi bên cạnh nhưng thằng Lâm quá nhanh cho nên không thể nào theo kịp nó. Chẳng mấy chốc mà nó chạy đến bên tủ thờ mà giang tay ôm vào không khí. Con hôm nay làm sao vậy? Ở đây làm gì có ai? Chị Huyền bấy giờ đã chạy đến bên ôm con trai mình vào lòng, nhìn xung quanh mà nói. Không, chú ấy vừa mới ở đây mà. Là mẹ đuổi chú ấy đi rồi, con ghét mẹ. Lâm, con không được nói mẹ như vậy. Anh Vinh khi này cũng rời bàn, đi đến bên cạnh thằng Cu Lâm mà của trách. Thằng Lâm nghe thấy thế thì khóc òa lên, luôn mồm bảo là đã nhìn thấy một chú nào đó, thậm chí càng lúc càng không tỉnh táo.
em giữ con lại đi, để anh ra xe lấy thuốc. Anh Vinh thở dài một tiếng rồi rời đi. Lúc này thì bé Hạnh, đứa con gái sau của Vinh và Huyền, mới chạy đến bên anh trai cùng mẹ khác cha, đôi mắt to tròn ra vẻ an ủi. Một lúc sau anh Vinh đem thuốc vào, nhưng mà thằng cu Lâm nhất định không uống. Nó tỏ ra sợ hãi ôm đầu, thỉnh thoảng còn la hét thất thanh, luôn mồm bảo khi chú kia rời đi thì có một cái cô áo trắng nào đó đang dọa nạt nó. Thằng bé la hét ngày càng dữ dội, vùng vẫy như cá mắc lưới đang muốn thoát thân. Đáng nói là nó tuy mới 7 tuổi nhưng lúc này sức lực cực lớn. Hai người anh Vinh giữ nó mà cũng mướt mồ hôi. Sau cùng thằng Lâm vẫn là vùng ra được. Nó dáng vẻ sợ hãi chạy thẳng ra bên ngoài, miệng la hét trong điên loạn. Cứu, cứu con, cô kia muốn ăn thịt con, cứu. Hai người anh Vinh thấy thế thì vội vàng đuổi theo, sợ nó xảy ra mệnh hệ gì thì lại hối hận không thôi. Nhưng đúng lúc này, hai ngọn đèn vốn leo lắt trong đêm đông bỗng bất ngờ bốc cháy dữ dội. Những cái màn lụa cũ kỹ cũng bắt lửa, tiếp thêm nhiên liệu cho đám cháy. Căn nhà chỉ trong phút chốc bị ngọn lửa nuốt chửng, đồ gỗ mục nát lại càng làm cho đám cháy lan nhanh. Thế nhưng anh Vinh vẫn lao vào trong, không một chút lưỡng lự, bởi vì bé Hạnh vẫn đang còn ở trong, đang đắm mình giữa biển lửa. May mắn là anh ta vẫn kịp thời cứu lấy cô bé, nhưng mà chân cũng bị thương do những thanh gỗ rơi xuống đụng phải khi anh Vinh cố gắng che chở cho con. Đứng ở cửa chính, anh Vinh nheo mắt nhìn vào trong thì dường như là nhìn thấy ở trong biển lửa là hình dáng của một người quen thuộc. Không ai khác, chính là kẻ trong di ảnh kia đang nhìn mình mà cười lên đầy tà ác. Anh Vinh nuốt xuống một ngụm nước bọt, cố gắng trấn tĩnh bản thân mà lùi lại mấy bước, sau đó vội vàng bế con gái ra xe. Lúc này chị Huyền cũng bế thằng cu Lâm trở lại. Nhìn hai cha con nhem nhuốc, anh Vinh lại bị bỏng ở chân. Chị Huyền hốt hoảng không thôi, vội chạy đến hỏi thăm, nhưng mà anh Vinh lạnh lùng gạt ra, sau đó không nói gì nữa mà lập tức lên xe. Chị Huyền thấy vậy thì trong bụng cũng rất là day dứt, lại nhìn ngọn lửa cháy dữ dội đằng kia mà lòng không khỏi dấy lên sự bất an. Người phụ nữ xinh đẹp mặn mà, lộ rõ nét suy tư cùng với cả khó xử mà bế con trai lên xe. Nhìn chồng muốn nói gì đó, nhưng nét mặt lạnh lùng kia khiến chị phải nuốt lời vào trong, chờ cho chồng nguôi giận. Trong đêm tối, chiếc xe hơi sang trọng nổ máy rời đi, mà không thể hay biết. Ở trong ngôi nhà tồi tàn đang bị ngọn lửa giữ nuốt chửng, phát ra từng tiếng nổ tanh tách, tựa như tiếng ai cười, lại nghe ra cái vẻ ai oán đầy bi thương. Chương 4. Những vị khách không mời. Tờ mờ sáng, một quán cơm nằm ven quốc lộ 1A vừa sáng đèn, chuẩn bị một ngày làm việc phục vụ hành khách bốn phương. Bà chủ trong những lớp áo dày cộm, uể oải vươn vai, khởi động cơ thể để chống lại cái lạnh cắt da cắt thịt. Đang dọn dẹp đống rác rưởi tàn dư từ buổi tiệc muộn đêm hôm trước của hội tài xế, chị chủ mơ màng nhìn thấy một bóng người chậm rãi đi tới. Chú ơi, quán đang dọn dẹp, lát nữa chúng tôi mới phục vụ bữa sáng ạ. Chị Nhi giọng điệu nhẹ nhàng khéo léo, cố gắng không làm mất lòng khách. Thế nhưng mà người đàn ông kia vẫn chậm rãi tiến vào. Anh ta đầu đội mũ cối, thân khoác áo rộng thùng thình, dáng người cao ráo. Anh ta nhìn chị Nhi, thanh âm phát ra sau lớp khẩu trang nghe có chút mệt mỏi, lại có phần âm u lạnh lẽo. Chị cho tôi một bát cơm, một con gà luộc và một đĩa trứng luộc là được rồi. Tôi sẽ trả thêm tiền. Tưởng gì, thế chú chờ lúc là có à? Chị Nhi nghe yêu cầu đơn giản như vậy, lại thêm câu thêm tiền nữa thì vui lắm. Cái lạnh mùa đông cũng không còn trong giờ phút này. Chị ta đi đến gần người đàn ông kia, dùng khăn lau bàn rồi đon đả mới hỏi chuyện. Chú ở đâu? Sao đi ăn sớm như vậy ạ? Xe tôi hư gần đây, sửa từ tối qua đến giờ mới xong. Đói bụng quá nên đi kiếm cái gì đó bỏ bụng. Người đàn ông giọng bằng bằng, không một chút cảm xúc mà nói ra. Điều này đối với nhiều người thì khó chịu, nhưng với kiểu dâu chăm họ như chị thì lại quá đỗi bình thường. Chị ta cười vui vẻ gọi với vào trong. Ông Phú ơi, ông Phú, dậy vặt lông con gà, luộc lên cho khách nhanh nhá. Lại quay sang gã đàn ông để quảng cáo sản phẩm. Gà bên chị là gà thả vườn, còn lai với gà đen nữa. Ừ, ăn một lần phải gọi nhớ mãi. Mà giá hơi cao nhá. Yên tâm. Người đàn ông kia vẫn giữ nguyên ngữ điệu như vậy. Lau xong cái bàn, người phụ nữ rót cho gã cốc nước chè nóng, đoạn mới nói.
chú ngồi đợi thêm lúc, chị vào đặt nồi cơm, chốc nữa có ngày. Nói rồi chị ta vội vàng vào trong, chuẩn bị thức ăn theo yêu cầu của Thượng Đế. Tầm 10-15 phút sau, thức ăn nóng hổi được dọn lên bàn. Hai vợ chồng anh Phú chị Nhi sau đó cũng tất bật chuẩn bị nấu thức ăn sáng để bán. Mà không để ý, người đàn ông kia không hề động đũa, chỉ ngồi lặng im như vậy. Thêm nữa, gã đang quay lưng về phía hai vợ chồng nên không nhận ra cũng dễ hiểu. Một lúc sau, tầm khoảng 10 phút, khi hai vợ chồng đang nấu nồi bún bò, thì gã mới tiến lại, ngỏ ý muốn tính tiền. Chị vợ tỏ ra khá là ngạc nhiên, nhưng mà nghĩ là tên này sửa xe từ tối qua đến giờ thì ăn nhanh như vậy cũng có thể hiểu. Xóa đi những nghi ngại, chị Nhi bắt đầu diễn vai gian thương, hỏi han là thức ăn có ngon, có hợp miệng hay không, rồi tiện thể tăng giá trị của món ăn. Cuối cùng là chị ta muốn thu của người này 500.000 đồng. Trái với suy nghĩ là gã đàn ông sẽ phản ứng, mà chị ta cũng chuẩn bị 7749 cách đối phó, thì người đàn ông này không nói gì cả, còn đưa gấp đôi số tiền đó và lặng lẽ rời đi. Sự việc bất ngờ khiến cho chị há hốc cả mồm, vừa định quay lại nói với chồng gì đấy, thì thấy anh Phú như đã bị điểm huyệt, mặt mày thất sắc, giọng run lẩy bẩy. Nhanh, lại mâm cơm xem. Chị Nhi liền chạy đến, rồi cứ thế la hét thất thành. Mâm cơm nóng hổi chỉ sau vài phút, thế mà trở nên thẩm thiu. Trong con gà lại còn xuất hiện cả giòi bọ đang bỏ lúc nhúc. Anh Phú vội vàng chụp lấy tờ tiền trên tay vợ mình, thì hỡi ôi, hai tờ xanh xanh mới cứng lúc này đã biến thành tiền giấy từ lúc nào. Bên trên còn vương vãi một ít chất lỏng màu đỏ thẫm, mà 10 phần thì chính là máu. Đặt tiền lên mâm, mang ra ngã ba mà bỏ đi, để tôi vào lấy hương đèn. Chị Nhi nghe lời chồng liền bê mâm cơm đi ra ngoài, ánh mắt ngó nghiêng lo sợ, sợ gã đàn ông kia ở đâu đó gần đây sẽ quay trở lại. Anh Phú bên trong cũng toát mồ hôi hột, cố gắng trấn tĩnh mà đến bàn thờ thần tài ông địa lấy thẻ hương. Nhưng tất cả hương trầm mà anh Phú mới mua đã trở nên ẩm thấp mục nát, bên trên còn có màu đỏ sẫm như máu. Hơn nữa tượng thần tài cũng trở nên tăm tối kỳ lạ, nụ cười tươi thân thiện cũng trở nên tà dị, không phải là một phúc thần nữa mà nhà nhà thờ phụng. Đang sửng sốt thì chợt một tiếng gọi từ ngoài kia vọng vào khiến cho anh Phú bừng tỉnh. Ông Phú đâu? Ông Phú đâu rồi? Lấy có cái thẻ hương mà lâu quá vậy. Tôi đây, ra ngay đấy. Nói rồi anh Phú cắn răng lấy từ trong đó ra ba nén hương, chạy về phía vợ đang run rẩy vì lạnh và cả sợ hãi. Vốn định nói cho vợ nghe về sự lạ vừa rồi, nhưng mà cuối cùng anh Phú lại nghĩ như vậy chỉ làm cho mọi việc rối rắm hơn, đôi khi lại nhát chết chị Nhì, nên mới đành thôi. Nhưng mà thỉnh thoảng anh Phú vẫn liếc mắt vào trong, đầy lo lắng. Hai vợ chồng thắp lên ba nén nhang, nhưng mà kỳ lạ, lửa vừa mới bén được một lúc thì tắt ngúm. Ngoài ra đống giấy tiền kia cũng không tài nào đốt lên được nữa, dù bản thân nó cũng không gọi là ướt. Đang loay hoay mãi không xong, thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một nhóm người. Trang phục có phần giống người đàn ông lúc nãy, dáng người cũng tương tự nhau. Họ đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ mà từ từ đi về phía hai vợ chồng. Anh Phú yết hầu di chuyển liên tục, ánh mắt thất thần đầy sợ hãi, đôi môi tái nhợt, không che hết khóe miệng đang run rẩy kìa. Bên cạnh hai chân chị Nhi đã ru lên như cầy sấy. Xem ra chẳng mấy chốc nữa thôi là không thể đứng vững mà ngã ra đất. Đang không biết phải làm sao trong hoàn cảnh này, thì bất ngờ một người trong số đó mới lên tiếng. Anh chị mở quán sớm quá, chúng tôi đi một đoạn xa mới tìm được quán này đấy. Nào, lấy cho chúng tôi một mâm cơm, trứng gà với thêm cả con gà luộc nha. Người đàn ông bên cạnh vui vẻ nói xen vào. Thấy đám người này gọi món cũng y hệt gã lúc trước, trái tim anh Phú càng đập dữ dội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự việc trước mắt khiến người gan lì như anh ta cũng phải vã mồ hôi như tắm, quay sang mới dặn vợ. Bà vào chuẩn bị cho họ đi, nhớ đốt lên một ít trầm thơm. Anh Phú sau đó lấy lại tinh thần, mời họ vào trong rồi mới dìu vợ mình vào bếp. Hai người lấp ló nhìn đám người bên ngoài đang trò chuyện vui vẻ mà lo lắng không thôi. Chị Nhi sau một lúc đứng tim, lấy lại được bình tĩnh mới khẽ hỏi chồng. Ông Phú ơi, đám này tôi thấy họ là con người sao đấy? Anh Phú mồ hôi đầm đìa như vừa xông hơi xong, cố giữ cơ thể đang run rẩy không phát ra âm thanh quá lớn mà nói với vợ. Bà có thấy con người nào
mà lại đi bằng mũi chân như vậy chưa? Lại còn gọi món như là cơm cúng vậy. Đám vòng hồn vất vưởng này ở đâu ra mà lại kéo bè kéo đảng đến đây thế không biết. Nhưng tôi thấy họ cũng nói chuyện vui vẻ, cử chỉ linh hoạt, có giống như gã hồi nãy đâu. Chị Nhi một lần nữa phản bác. Hai người cứ thế tranh luận một hồi, cuối cùng anh Phú đưa ra chủ ý. Tôi nghe người ta nói, nhìn qua háng là có thể phân biệt được người hay ma. Vậy ông thử đi. Anh Phú lắc đầu đáp. Bà không tin thì bà cứ thử. Đến lúc đó đừng có mà hét lên đấy nhé. Anh cứ trêu tôi. Khi mà chị Nhi định làm theo lời chồng, vừa ló mặt ra thì bất thình lình một gương mặt tái nhợt từ đâu xuất hiện, đứng đối diện người phụ nữ, khiến cho chị ta hết hồn. Hét lên một tiếng thất thanh, người cũng theo phản xạ mà bật lui ra sau, nằm trên sàn nhà run rẩy. Quỷ, có quỷ. Quỷ đâu? Ban ngày ban mặt, chị đừng có dọa người. Người đàn ông kia thấy chị Nhi tỏ thái độ như vậy thì cũng trở nên hoảng hốt, ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh, rồi lại nhìn hai vợ chồng chị Nhi. Đối diện hai vợ chồng anh Phú, chị Nhi cũng kinh ngạc vô cùng. Tên này thế mà lại sợ ma sợ quỷ, chứng tỏ hắn ta cũng là con người. Nghĩ vậy khiến cho hai người anh Phú cũng thở phào nhẹ nhõm, đặng mới nói. Chú làm vợ chồng anh giật hết cả mình. Vào đây có cái chuyện gì? Chị mới làm em hết hồn hết vía đấy. Ba hồn bảy vía ơi. Em vào xin tí lửa làm điếu thuốc. Tụi em quần quật cả đêm, bật lửa cũng ướt cả rồi. Người đàn ông lấy tay chùi chùi vào áo cho khô, sau đó móc trong túi ra điếu thăng long, tỏ vẻ khoái chí mà đưa về phía anh Phú. Anh Phú định bụng làm điếu thuốc cho ấm bụng, nhưng nghĩ lại thì vẫn còn rén, nên mượn cớ là vợ không cho hút mà từ chối. Anh ta tiếp đó cũng vui vẻ châm lửa cho người đàn ông, lúc lại gần cố ý đụng vào người này một cái, thầm mừng trong bụng. Là người, đúng là người rồi. Đám người này sau một hồi ăn uống thì cũng thanh toán mà rời đi. Lúc này đã sáng trời hẳn, bất ngờ hai vợ chồng họ nghe tiếng hú của xe cảnh sát, sau đó có tiếng gọi ý ới của một mụ nhiều chuyện nào đó. Có tai nạn giao thông kìa bà con ơi. Nói rồi mụ ta cũng chạy đi hóng hớt, đặng có chuyện mà còn kể lại. Anh Phú nghe vậy chợt lên tưởng một điều gì đó, vội vàng chạy vào bàn lễ tân, mở hộc tiền ra thì lại là một phen lạnh xương sống. Bên trong là một cọc tiền vàng mã. Chị vợ cũng đang nấu nồi bún bò, cũng từ dưới bếp chạy lên. Nhìn thấy cảnh tượng này mà miệng nghẹn đắng. Chẳng lẽ... Hai vợ chồng mới đưa mắt nhìn nhau, đạt thành nhất trí rồi lấy xe máy chạy đến hiện trường. Mặc dù là bị công an răng dây ngăn cách, nhưng mà hai người họ vẫn cố gắng xen vào. Rồi cho dù là đúng như họ dự đoán, nhưng bản thân vẫn không khỏi bàng hoàng. Chính là những người vừa nãy vào quán của họ ăn. Chị Nhi tay run bần bật, cố gắng bấu víu vào chồng để đứng vững, mà anh Phú mặt mày cũng đã tái như tro tàn. Vì anh ta phát hiện, thế mà lại thiếu mất một người, chính là cái gã đàn ông đã vào quán đầu tiên. Sau một hồi tiến hành nghiệp vụ thì công an cũng đã mang những cái xác rời đi, đoàn người cũng từ từ giải tán. Ai nấy đều xót xa cho những người này. Theo nhận định ban đầu, họ là những công nhân đang vận chuyển gỗ. Vì xui rủi mà dây néo bị đứt, thế là cây gỗ văng ra tứ phía và đè chết hết những người này. Kỳ lạ là dù lục phủ ngũ tạng đa số đều bị dập nát, nhưng mà gương mặt vẫn vẹn nguyên. Người ta còn nhìn ra trong đó là ánh mắt trố ra, dường như gặp phải điều gì đó hãi hùng. Anh Phú nuốt nước bọt liên hồi mà đèo chị Nhi về quán, trong đầu cũng đang có một suy nghĩ thoáng qua, khiến anh ta không khỏi rùng mình. Nhớ về cái đêm đồng chí nằm đó. Họ mang tâm trạng nặng nề mà rời đi nên không hề để ý. Cách đó không xa, lấp ló dưới cánh rừng, có một người áo quần thùng thình, khẽ kéo mũ cối xuống, khóe miệng xách lên nụ cười tà dị và rồi lẩn khuất đi mất như chưa từng tồn tại. Chương 5. Người đến là quỷ. Hai vợ chồng anh Phú sau một lúc chạy xe thì cũng đã về đến quán. Vừa hay thực khách cũng lác đác đến nơi. Và tất nhiên vụ tai nạn vừa rồi là chuyện không thể nào không được nhắc đến. Chú Tuấn biết sao không? Theo tôi thấy những cái người kia đã chết cái đó mấy ngày rồi. Anh Mạnh nói thật à? Sao công an người ta bảo là tai nạn lúc 2-3 giờ sáng mà? Chú Tuấn hút tô đủ bún bò, tỏ vẻ nghi ngờ. Ông Mạnh nặn mũi chanh vào tô, mặt trải sự đời mà phân tích.
Chú Tuấn có cái điểm không biết. Anh làm khâm liệm cho người ta, xác chết như nào anh nắm rõ trong lòng bàn tay mà. Vậy cái xe kia sao lại bị nạn ở đây? Ai đã chạy nó đến chứ? Chú Tuấn sửng sốt, miếng thịt bò cũng rơi ra khỏi miệng. Ông Mạnh đưa mắt cảnh giác nhìn xung quanh, rồi nắm tay chú Tuấn nhỏ giọng: Chú mày nói nhỏ thôi. Anh nghĩ một là người ta tạo hiện trường giả, còn hai là cái gì anh? Chú Tuấn đột nhiên cảm giác trời đông lại càng lạnh hơn, da gà nổi lên từng mảng. Là ma quỷ. Ông Mạnh nói bằng giọng từng trải, đôi mắt đảo quanh đầy dò xét, sợ những người xung quanh nghe thấy. Bác Mạnh nói thật đi, không giấu thì bác, lúc nãy bọn họ còn đến đây gọi thức ăn nữa đây. Anh Phú đặt ấm chè nóng xuống, vẻ mặt đầy lo lắng mà thăm dò. Dù gì bọn họ cũng đến quán anh Phú, mà người ta nói là không có chuyện gì ngẫu nhiên trên cuộc đời này cả. Tất cả đều có lý do, là nhân quả đưa đến. Ông Mạnh liếc qua anh Phú rồi có chút ái ngại, dường như có gì đó ngập ngừng vừa muốn nói vừa lại không. Anh Phú với tuổi đời của mình, tất nhiên là thấy được điều đấy, mới liền mở lời. Bác có cái chuyện gì giấu em đúng không? Không có cái gì đâu. Ông Mạnh trả lời bâng quơ, nói lời thoái thác. Bác biết chuyện gì thì chỉ bảo giúp em. Em tin mấy chuyện này, chứ không như những người khác đâu anh. Anh Phú thanh âm đầy lo lắng, ngữ khí lại càng dồn dập. Ông Mạnh thở dài, gọi anh Phú ra một bên mà nhỏ giọng: Tao thấy là trong đám người chết, có một cái thằng rất giống thằng Lực mất tích năm xưa. Mẹ nó, có khi nào nó chết oan chết uổng hay không? Anh nói thật ạ. Anh Phú mặt mày tím tái, toàn thân vô lực ngã quỵu xuống, tay chân cũng trở nên run rẩy, không thể nào đứng dậy được nữa. Anh ráo rác nhìn quanh, tay chân của quạng dần mất đi bình tĩnh. Đến khi ông Mạnh gọi một hồi mới có thể định thần. Ông Mạnh vỗ vỗ vai anh Phú an ủi: Anh biết chú mày với nó nhiều tình cảm, dù gì cả hai đồng hành với nhau cả mấy năm trời. Anh cũng chả biết nói sao cho phải. Thôi, anh về đi làm trước đây, chú cứ tự quyết định đi nhá. Anh Phú cố nặn ra nụ cười, nói vài câu cảm tạ đơn giản rồi tiễn ông Mạnh rời đi. Sau đó cũng vội vàng đóng quán, lên xe chạy đi đâu đấy gấp gáp vô cùng. Tại một biệt phủ rộng lớn tọa lạc ở vị trí đắc địa ven thành phố, trong một căn phòng theo phong cách xưa cũ, có người đàn ông đang dâng hương. Bên trên là bàn thờ quan công, cầm trên tay thanh long yểm nguyệt đao. Xong xuôi, ông ta ngồi xuống bộ bàn ngọc nguyên khối, mặt có vẻ đăm chiêu nhìn về phía đối diện. Người đối diện tỏ ra lo lắng, bộ dáng trở nên khúm núm mà rụt rè. Anh Long díu díu ở huyệt thái dương, ngã người dựa vào ghế, từ từ nhắm mắt lại, thanh âm cũng chậm rãi phát ra: Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền là quy luật rồi. Chú nói anh phải giúp chú thế nào? Nhưng mà đó là lệnh của anh. Người kia vừa nói xong thì biết là mình đã lỡ lời, liền vội vàng sửa chữa: Dạ là em lỡ tay, anh Long cứu em. Anh Long tay xoay xoay hai viên ngọc, mắt nhắm nghiền mà đáp: Anh đã cảnh báo mày, quan trọng nhất là phải đòi được tiền, còn mày muốn ra oai anh không quản. Nhưng mày chặt luôn cả cánh tay người ta thì đúng là... Anh Long, em biết anh quan hệ rất nhiều mà, anh cứu em. Người này ngày càng cuống, thiếu điều là dập đầu van xin. Nhưng mà anh Long kia vẫn chưa có chút dấu hiệu gì cho thấy là mình sẽ giúp, chỉ ném về phía người kia một cọc tiền, bình thản mới đáp: Đến mối quan hệ của anh mà mày cũng biết thì phải nên hiểu, chuyện này anh không có giúp được. Mày đến công an đầu thú đi, cầm tiền đến nhà người ta mà đền bù, xin họ rút đơn kiện. Anh giúp mày đến đấy thôi. Anh Long, em không muốn ở tù, anh Long cứu em. Người kia lúc này đã quỳ rạp xuống đất mà liên tục dập đầu, đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ từ anh Long. Biết là không có kết quả, người này vội vàng đứng dậy rời đi, trong mắt ánh lên những tia oán giận, trong đầu cũng đang suy tính điều gì đó.
Khi gã kia vừa rời đi, một người khác mới mở miệng. Anh không cứu nó thật sao? Dù gì nó cũng là em họ của anh mà. Chính vì nó là em họ của tao nên tao mới không cứu đó. Nó bản tính hung hăng từ nhỏ, nếu không có bài học này thì sau chắc chắn là mọt gông trong tổ, thậm chí là bị tiêm thuốc. Để nó trong đó vài bữa đi, rồi mang ra cũng chưa muộn mà. Anh Long lúc này mới ngồi thẳng dậy, vẻ mặt tuy vẫn tĩnh lặng như nước, nhưng mà sâu tận bên trong dường như vẫn đang lo lắng một điều gì đó. Hướng về thằng đệ ruột mà nói: mày coi xử lý cho anh, dạo này quá nhiều xe hàng bị bắt, lại thêm cái đám lông côm từ đâu tới tranh địa bàn. Cứ báo người của chúng ta gồng cổ hết cái tụi loi choi lại. Lúc này người đàn ông kia có chút lo lắng lại nói thêm: anh Long, chuyến hàng xuất qua Trung Quốc bị bắt ở biên giới rồi, anh tính thế nào? Bảo người làm tăng cường thêm nữa, xuất thêm một chuyến gấp đôi cho tao. Bọn công an bắt được một lần thì sẽ nghĩ tao phải ẩn mình, nhưng mà tao muốn cho chúng một bất ngờ. Nhớ, chuyện này chỉ có tao và mày biết. Bên trong chúng ta có nội gián sao anh? Người kia có chút lo lắng. Nếu đúng là nội gián được cài vào thì thật sự rắc rối, bởi chuyến hàng vừa rồi chỉ cao tầng mới được biết. Bóp chặt hai hòn ngọc, anh Long đăm chiều: không biết là cớm hay đối thủ cài vào, nhưng mà tao biết là có. Sao anh không xử như trước kia? Tìm muốn lôi đầu con rán ra cũng không tính là khó mà anh. Không, nhiều lúc giữ một tên nội gián bên cạnh cũng là một cách thức tự bảo vệ. Mày hiểu ý anh chứ? Sao tự dưng lại nói như vậy với em? Người kia bất ngờ vì có cảm giác lạnh sống lưng, nghe ra hàm ý trong lời nói. Đang định thanh minh thì bất ngờ có tiếng gõ cửa, là anh Phú đang đi vào. Cậu Long ơi, anh có chuyện muốn nói. Anh làm cái gì mà hớt hà hớt thải, mặt mày xanh như tàu lá chuối thế kia? Anh Long mới phẩy tay cho tên đệ tử rời đi, rồi quay qua bàn bên cạnh tiếp chuyện ông anh rể. Nhìn quanh một lượt, ánh mắt lo sợ cuối cùng nhìn thẳng vào anh Long, rụt rè: thằng Lực nó tìm về rồi. Thằng Lực? Một người vẫn luôn trầm tĩnh như anh Long thì lúc này nét mặt cũng đã gợn sóng. Anh ta nhìn thẳng vào người anh rể cũng không ít bản lĩnh, đang run rẩy phía đối diện mà truy vấn: anh chắc không? Nó không thể nào còn sống được. Bàn tay cầm cốc trà đã run rẩy liên hồi, anh Phú mới đáp: nó còn sống thì làm gì mà phải lo, là hồn ma của nó. Chính ông Mạnh làm nghề mai táng xác nhận với anh. Ngoài ra sáng nay anh cũng gặp một đám vong linh, giờ phải làm sao đây? Anh Long nghe vậy mới cười ngặt ngoẽo, không ngậm được mồm. Một lát sau mới chậm rãi: anh mấy năm nay sao trở nên yếu bóng vía như vậy chứ? Gì mà thần Phật, gì mà quỷ yêu, chỉ cần anh có tiền, có tiền thì họ đều làm việc cho anh mà thôi. Cậu nói như vậy không có được đâu. Nó trở về thật đấy. Nó sống còn không làm được gì, huống hồ là một kẻ đã chết. Thôi, tôi có chút việc rồi, anh về trước đi. Anh Phú biết không nói được thằng em rể cứng đầu, đành đứng dậy lùi thủi ra về. Trong đầu đang liên tưởng lại cảnh năm đó, rồi cái chuyện vừa qua, đúng là khiến lòng người ta bàng hoàng. Anh Long cũng rời khỏi phòng, đứng từ xa nhìn bóng lưng anh rể mà lắc đầu tỏ vẻ chán chường, có chút xem nhẹ người này. Bất chợt một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho anh Long rùng mình. Đang định trở lại phòng thì nhìn từ xa, cuối hành lang có một người đang đứng. Thấy thế anh Long liền đi tới, miệng cũng phát ra âm thanh trêu chọc: anh rể, sợ đến mức nhũn chân sao? Bước đi cũng không được nữa rồi. Mãi không thấy anh rể trả lời, anh Long có chút bất an, vội bước nhanh hơn, tay vỗ mấy cái lên vai anh Phú, đoạn mới nói: sao anh lại đứng ở đây? Lúc này thì ngoài sự im lặng ra chẳng còn gì khác. Đám lính lác xung quanh cũng không thấy đâu nữa. Anh Long đoán là có chuyện chẳng lành, vội lay lay anh Phú. Bất thình lình người anh ta như cái cây khô cứ thế mà ngã xuống, xương khớp kêu răng rắc như bị mục nát vậy. Anh Phú, người đâu?
Gọi mãi không thấy ai thưa, anh Long lại càng sốt ruột, đoán rằng anh Phú bị đột quỵ, liền muốn quay lại phòng, lấy điện thoại gọi cho cấp cứu. Nhưng mà đúng lúc này, bàn tay anh Phú bất ngờ nắm chặt tay anh Long, lực đạo mạnh mẽ vô cùng, khiến cho một cao thủ karate như Long cũng phải bất ngờ không thôi. Anh, sao lại... Nói còn chưa hết câu, anh Long giờ liền giật bắn cả mình. Kẻ này nào phải anh Phú? Hắn ta đội mũ trùm kín đầu, không nhìn rõ nhân diện, chỉ biết là bàn tay rất là lạnh, khiến cho anh Long dù tiếp xúc qua mấy lớp áo cũng thấy lạnh thấu cả xương. Mày là ai? Anh Long đã trở nên hoảng hốt, không còn giữ được cái vẻ bình tĩnh thường ngày. Anh quên tôi rồi sao? Quên hết rồi sao? Người này vừa nói vừa đưa tay kéo mũ lên, lộ rõ gương mặt của... Lực là mày. Lực với khuôn mặt xanh xao, da rẻ cũng đang bong chóc lộ cả da thịt bên trong, đồng tử chỉ là một khối đen kịt. Cậu ta nở một nụ cười quái dị, rồi bàn tay như cây củi khô đưa xuống mạn sườn, lại nói: Máu chảy nhiều quá mà, anh còn máu thì cho tôi một ít, lạnh quá. Mày tao. Anh Long lúc này đã ú ớ rồi, nói không thành tiếng. Dù có là đại ca khét tiếng đi chăng nữa, đối diện với sự kinh dị trước mắt thì phản ứng cũng chỉ có thể là như vậy mà thôi. Không nói gì, xem như đồng ý rồi. Để xem máu ở đâu là ấm nhất. Ở đây hay là ở đây? Bàn tay của Lực không ngừng di chuyển, mỗi lần như vậy là da thịt anh Long loét ra, rồi lập tức thối rữa. Sự đau đớn của xác thịt khiến anh Long nghiến răng tứa cả máu. Anh ta muốn vùng dậy bỏ chạy, nhưng cơ thể đã cực kỳ nặng nề, muốn cử động tay chân còn khó, chưa đừng nói là rời đi. Máu ở tim chắc là ấm nhất, nhưng kẻ như anh chắc ở đó lạnh nhất rồi. Hay lấy máu ở yết hầu đi. Nói rồi Lực cười lên khanh khách, đưa tay mục giữa mà bóp cổ Long và siết chặt. Đang hả hê thì bất chợt cậu ta kêu rú lên, bàn tay cũng bị thứ gì đó thiêu đốt, tỏa ra khói đen kịt. Lực vội vàng rút tay lại, nhìn nó đang bị bào mòn như nhúng về axit. Lực vội vàng đưa bàn tay lại vết loét bên hông đang không ngừng chảy máu. Sau một hồi cơn đau cũng dịu, cậu ta đưa ánh mắt thâm thúy nhìn anh Long đang chạy chối chết đằng kia mà nhếch mép. Mày chỉ có thể chạy xuống địa ngục mà thôi. Chương 6: Nữ quỷ áo trắng. Hành lang quen thuộc thường ngày hôm nay sao dài đến lạ. Anh Long dù cố gắng đến mấy cũng không thể nào di chuyển như người bình thường được nữa. Nhớ lại tình huống vừa nãy, mồ hôi lạnh úa ra như tắm, ướt hết cả người dù đang trong mùa đông lạnh giá. Anh Long cố sức đưa bàn tay run rẩy lên cổ, rồi lấy ra một sợi dây đỏ, bên dưới buộc vào một lá bùa đang từ từ mục nát. Lão già đó, thế mà lợi hại như vậy, có thể xem ra cát thùng. Nếu không phải gần đây nhiều xe hàng bị tóm, mình cũng đã không đeo lá bùa này rồi. Anh Long tay cầm lá bùa viết đầy ký tự ngoằn ngoèo, được gấp gọn, mà trong bụng vẫn không thôi run rẩy. Sau đó thì cắm đầu cắm cổ chạy về phía căn phòng làm việc, nơi còn một đồng tiền cổ mà lão già kia để lại. Cánh cửa gỗ hàng ngày thật nhẹ nhàng, nay nặng đến như đá vậy, dùng lực kiểu gì cũng không di chuyển. Ở đằng xa xa, bóng đen đang chậm rãi tiến lại, lăng không trên mặt đất, bộ dáng như muốn trêu người. Anh Long cố vùng vẫy càng nhiều thì cánh cửa dường như khép thêm càng chặt. Những đầu ngón tay đang đầm đìa máu tươi, có vài ngón đã gãy gập vì phản lực. Trong cái giây phút khẩn yếu quan đầu, anh Long quay lưng định chạy khỏi căn phòng thì bất chợt trong đầu nảy ra chủ ý. Anh ta cúi người xuống đất nhặt lấy lá bùa đã cháy gần hết mà đập mạnh vào cánh cửa. Trước sự mong chờ của người đàn ông, cánh cửa thế mà mở ra thật. Tiếng kéo kẹt vang lên đến lạnh sông lưng, nhưng anh Long không có để ý, tung cửa mà xông vào. Vội vàng đóng cửa lại,
rồi dùng sức kéo cái tủ qua chắn lối ra vào. Chạy đến mở hộc bàn, anh Long máu me đầm đìa mà cầm lấy đồng tiền xu, ngồi ở góc phía dưới bàn ngọc kia, đôi bàn tay run cầm cập nắm chặt bùa cứu mạng. Liên tiếp là những tiếng gõ cửa vang lên, thứ âm thanh thường ngày dù nghe quen tai nhưng mà lúc này đối với anh Long như xoáy sâu vào tiềm thức. Nó còn cộng hưởng với nhịp tim đang đập hỗn loạn, khiến cho người đàn ông càng thêm suy sụp. Như nhớ ra điều gì, anh Long nhấc điện thoại rồi lục tìm số điện thoại mà lão già kia để lại. Nhưng mà trớ trêu, số điện thoại kia tuy vẫn còn, nhưng chiếc điện thoại thuộc dạng bảo mật bậc nhất thế giới lại không thể nào bắt sóng. Anh Long tuyệt vọng, thẫn thờ đến mức làm rơi cả điện thoại, khi mà ở ngoài kia tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập. Chiếc tủ gỗ và cả cánh cửa dường như đã không thể nào che chở cho anh Long thêm được nữa. Kẻ kia sớm muộn cũng sẽ xông vào. Có khi nào mình chết như vậy là hắn quay lại báo thù, hay một kẻ thù nào khác? Mình từ khi nào lại run sợ trước những thứ này chứ? Xông ra ngoài kia dù chết cũng phải chết đứng. Anh Long lúc này nhìn thấy bản thân tàn tạ như vậy, lại nghĩ đến những năm tháng khạc ra khói, hét ra lửa trước đây thì càng thêm thất vọng. Anh ta lúc này đứng dậy, sẵn sàng đối diện với thứ đáng sợ ngoài kia. Hít sâu vào một hơi, anh Long nhét đồng xu kia vào túi áo, dùng khăn mùi xoa lau đi vết máu loang lổ trên tay, sau đó dùng sức đá bay cái tủ. Người đàn ông tập trung tinh thần và hơi thở, nhìn chằm chằm vào cánh cửa như muốn xuyên qua cả nó. Đúng lúc này, khe cửa đã hé ra. Anh Long rụt rè đưa mắt nhìn ra, nhưng mà cũng chẳng phát hiện điều gì. Chỉ có tiếng đập cửa là vẫn vang lên, như đánh thẳng vào thần trí đang càng thêm phần hoảng loạn của người đàn ông. Người đại ca đầy bản lĩnh khét tiếng một vùng. Anh Long siết tay thật chặt, nhưng không được nữa vì máu và cả mồ hôi đang ướt nhẹp. Hết cách rồi, anh ta đành dùng khăn mùi xoa quấn quanh lòng bàn tay, cười nhếch mép, tự giễu bản thân một tiếng. Tao cả đời đánh đấm chưa thua một ai, cuối đời chết trong tay một con quỷ, cũng là ý trời. Sau đó gã đẩy cái tủ sang một bên, rồi quyết đoán tung cuốc đá bay cánh cửa, hét một tiếng thật to và lao ra ngoài. Cánh cửa mở ra, anh Vinh mang theo một bó hoa tươi thắm cùng một chiếc bánh sinh nhật thật to, gõ cửa phòng thằng cu Lâm, nơi có cả chị Huyền đang ở đó. Đặt chiếc bánh lên bàn, anh Vinh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh thằng bé, xoa đầu nó mà ân cần cùng với yêu thương. Bà xin lỗi hai mẹ con, hôm đó do bà xúc động quá, con trai đừng có giận ba nha. Sau đó anh ta ôm lấy thằng bé vào lòng, vuốt ve một hồi rồi lại dỗ dành. Bà mua cho con một robot siêu nhân đấy, con ra xem có thích không. Thằng Lâm nghe đến đồ chơi yêu thích thì rất là vui, như mở cờ trong bụng mà chạy òa ra ngoài, để lại mẹ nó và anh Vinh trong phòng. Anh Vinh lúc này tay cầm bó hoa, ngồi xuống bên cạnh vợ mà tỏ vẻ hối lỗi. Anh biết là em đã phải chịu nhiều oan ức. Anh cũng không hiểu vì sao hôm đó lại như vậy. Chắc có lẽ vì anh quá yêu em mà. Có khi là anh ghen đấy, dù biết là không nên. Em chỉ mong anh biết cả hai đứa đều là con em, chưa từng có sự bất công, kể cả là trong suy nghĩ. Chị Huyền lúc này nước mắt rưng rưng như trào trực tuôn ra vì oan khiên những ngày qua mà bản thân gánh chịu. Chị biết anh Vinh lạnh lùng với chị là bởi vì nghĩ chị chỉ thương thằng Lâm mà ngó lơ đứa con chung của cả hai. Điều này thật sự làm cho chị tổn thương. Người ta thường nói khi mà hai người lỡ một chuyến đò về chung với nhau thì vấn đề con à con anh luôn là một điều nhức nhối. Có thể anh Vinh không để tâm, nhưng điều tiếng liên tục như vậy thì khó có người đàn ông nào mà không sinh lòng nghi kỵ. Chỉ quan trọng là người đó sẽ xử lý chuyện về sau ra sao, đó mới chính là bản lĩnh. Thấy vợ đang khóc nức nở, anh Vinh vội ôm lấy rồi nhẹ nhàng hôn lên trán, đặng mới nói. Anh biết lỗi rồi mà, em đừng có khóc nữa, mình ra tổ chức sinh nhật cho con đi em. Chị Huyền nhẹ nhàng ôm lấy chồng, khóc thêm một hồi rồi rửa mặt mày, trang điểm nhẹ nhàng và cùng chồng đi ra phòng khách, nơi hai đứa con đang nô nức vui đùa. Hai vợ chồng cùng nhau vui vẻ bày biện để làm tiệc mừng sinh nhật cho thằng cu Lâm. Nhìn không khí hạnh phúc như vậy, chị Huyền không khỏi ánh lên những tia hạnh phúc.
thỉnh thoảng nhìn anh Vinh mà mỉm cười đầy rạng rỡ. Xong xuôi mọi việc thì cũng là lúc mọi người quây quần để gửi những lời chúc đến cụ Lâm và để nó thổi nến sinh nhật. Thằng Lâm cũng vui vẻ hoạt bát hơn thường ngày. Nó vỗ tay vào nhau liên tục, ánh mắt tuy ngờ nghệch nhưng tỏa ra niềm vui sướng. Nó vừa đưa miệng gần lại ngọn nến thì bất chợt mặt nó tái xanh như tàu lá chuối, mắt trợn ngược rồi liên tục sùi bọt mép. Thằng nhỏ cứ hai tay ôm lấy cổ, tỏ vẻ là khó thở lắm rồi mà lăn lộn trên sàn. Nó hò sặc sụa, nước dãi cứ thấy trào ra như một người điên dại. Chị Huyền mới thất thanh hô lên: Lâm, con làm sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này? Anh Vinh cũng nhanh chóng chạy đến, bế thấp nó lên mà vỗ vào sau lưng thằng bé, sợ rằng nó đã ăn phải thứ gì chắn ngang ở cổ. Nhưng mà những việc làm đó cũng không đem lại kết quả. Thằng bé đang khóc ngất, mặt đỏ bừng bừng, hơi thở cũng dường như sắp đoạn rồi. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, cánh cửa chính bất ngờ bị một cơn gió giật tung ra, luồng khí lạnh cắt da cắt thịt ùa vào, thổi tung tất cả mọi thứ, thổi tắt cả ngọn nến còn đang rang dở kia. Như bùa phép, thằng cu Lâm cũng ngừng khóc, bộ dáng cũng trở lại bình thường, như là chưa hề có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Nhưng chuyện lạ còn chưa hết. Đèn điện đột nhiên tắt sạch, rồi từ đâu một đám lân tinh vô hình vô dạng từ đâu bay đến, lượn quanh từng thành viên trong gia đình chị Huyền, rồi dừng lại ngay trước mặt thằng Lâm. Thằng Lâm bất thình lình trở nên vui vẻ, ra sức nô đùa với những thứ này. Nó giang tay ra như muốn ôm lấy, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Anh Vinh chị Huyền thấy nó như vậy thì cũng sợ hãi không thôi, từ từ đi đến bên cạnh mà nhỏ giọng hỏi: Con trai, con đang chơi đùa với thứ gì vậy? Là cái chú mà hôm trước chúng ta gặp đó, mẹ không thấy sao? Thằng bé tỏ ra đầy ngạc nhiên, nhìn qua mẹ nó mà ngây ngô hỏi. Hai vợ chồng anh Vinh nghe thấy thế kinh hãi nhìn nhau, lén nuốt xuống ngụm nước bọt. Chị Huyền mới hỏi lại: Thế chú ấy đang ở đây đúng không con? Hỏi con trai câu này thì chị Huyền cực kỳ xúc động, đôi mắt bồ câu chớp động, ướt át những giọt lệ nóng. Chị đang nhớ về anh ta, người chồng cũ mà chị vừa tế bái hôm trước. Thằng Lâm nghe mẹ nói vậy thì mới lắc đầu, giọng nói có chút buồn bã: Chú ấy vừa đi rồi ạ. Chính chú ấy đã cứu con, lần trước cũng vậy ạ. Con nói sao? Chú ấy cứu con? Thằng bé lại đưa ánh mắt lo sợ nhìn ra đêm tối ngoài kia, tinh thần có thêm chút hoảng loạn. Phải mất một thời gian mới có thể mở miệng. Là một cái cô áo trắng, đầu đội khăn tang. Choang một tiếng, chiếc cốc thủy tinh trên bàn bị anh Vinh đụng phải, rớt xuống đất phát ra âm thanh khiến ai cũng phải giật mình. Nhìn bộ dáng chồng hốt hoảng như vậy, chị Huyền đi đến bên cạnh mới quan tâm: Anh có làm sao không thế? Không, anh không sao. Để anh kiểm tra hệ thống điện xem thế nào. Anh Vinh kiếm một cái cớ rồi vội vàng rời đi, cố ý không cho vợ phát hiện ra những giọt mồ hôi đang rịn ra ướt cả trán. Vài phút sau, điện sáng trở lại. Đúng lúc này thằng Lâm lại hét lên thất thanh: Là cô ta đang đứng ngoài kia, cô ấy đang vẫy tay với con. Con sợ, mẹ ơi, mẹ. Chị Huyền vội vàng chạy đến ôm lấy con trai vào lòng, ánh mắt ráo rác nhìn ra ngoài, nhưng mà tuyệt nhiên là không thấy gì cả. Chị mới vội vàng an ủi con trai: Con ngoan, đừng có lo, có mẹ đây rồi, đừng lo con, đừng sợ. Không, mẹ không cứu được con đâu, cô ta bóp cổ con mất, sẽ cắt lưỡi con đó. Mẹ ơi, chỉ có chú ấy mới cứu được con. Thằng bé tinh thần ngày càng hoảng loạn mà rúc đầu vào người mẹ, mồ hôi đầm đìa như tắm, ánh mắt thất thần nhìn xung quanh như là nhìn thấy một thứ gì đó đáng sợ, như là sợ ông kẻ vậy. Vừa thấy anh Vinh quay lại, chị Huyền liền bảo chồng lấy ra 3 nén nhang rồi vội ra ngoài khấn vái. Chị ta khấn vái ai, khấn điều gì thì chỉ có mình chị ấy biết, nhưng nó lại có hiệu quả. Thằng Lâm đã ngừng dãy giụa, tinh thần cũng ổn định hơn và rồi chậm rãi rơi vào giấc ngủ. Cánh cửa gỗ chạm trổ tinh xảo bị đá tung ra, đập mạnh vào người đứng ngoài, khiến cho anh ta la lên như lợn bị thiến, liền nói: Anh Lao, sao động tay động chân vậy? Nãy giờ em gõ cửa mãi không thấy anh trả lời.
Thằng đệ tử ruột ôm cái đầu chọc bầm vết máu mà la oai oái, rồi nhìn bộ dáng anh Long thất thần đến mức như vậy thì cũng thôi làm trò, vội đến bên cạnh nhỏ giọng: "Có chuyện gì đấy anh? Sao lại ra nông nỗi này? Đi, trách cam cho tao." Anh Long thở phào một hơi nhưng không quên ra lệnh. Hai người vội vàng đi vào bên trong, mở laptop ra trách cam. Rồi vẻ mặt thất vọng của anh Long nói lên tất cả. Không có bất cứ điều gì được ghi lại. Tất cả chỉ là một đoạn băng tối cùng tiếng hét hoảng loạn của anh Long: Anh chơi đồ hay sao đó?" Thằng đệ tử ruột xoa xoa đầu, nhìn anh Long mà nói, rồi lại nhận thêm một cái gõ đau điếng. Mà anh Long thì lập tức rơi vào trạng thái trầm tư. Đưa tay sờ lên ngực, đồng xu kia vẫn còn nguyên đó. Rồi lại sờ lên cổ, lá bùa đã không còn. Chuyện này là mơ hay là thật, là ảo giác hay là thứ kia? Đang lúc bần thần chưa biết làm gì tiếp theo thì chuông điện thoại bất ngờ rung lên, khiến ai nấy phải giật mình. Anh Long nhìn bản thân tự diễu vì lúc này gã lại sợ bóng sợ gió đến như vậy. Nhấc điện thoại lên, anh Long điều chỉnh lại giọng nói: "Alo, chị gọi tôi có chuyện gì?" "Sao? Có thật không?" "Được rồi, tôi đến ngày đó." Nói rồi anh Long tắt máy, gương mặt lạnh tanh thường ngày lộ rõ nét đăm chiêu, nhìn ra đêm tối vô cùng rồi cũng có cảm giác sợ hãi. Anh, có chuyện gì sao anh tỏ ra nghiêm trọng vậy?" "Chuẩn bị xe đến bệnh viện đi, lão Phú bị tai nạn, chấn thương sọ não, đang cấp cứu rồi." Và tập 2 của chúng ta ngày hôm nay đến đây thì cũng là kết thúc mất rồi. Dự là cái bộ Người Chết Trở Về này là sẽ có 5 tập anh em nhé. Thì mình sẽ ra mỗi ngày một tập để chúng ta, anh em chúng ta có thể cùng đón xem. Và lâu lắm rồi mình lại có một cái bộ truyện mà đọc đến đâu một cảm giác nó hồi hộp, rồi nó không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta vẫn tò mò là không biết là ở tập 1 thì chúng ta thấy A Long này mới nói là muốn giết Lực, bởi vì có Lực có một người vợ quá đẹp. Thì chúng ta cứ tưởng là đây là trong thời điểm hiện tại là 7 năm sau nhá, thì A Long sẽ, anh Long của chúng ta sẽ cướp vợ Lực về bằng được cơ. Nhưng mà không, vợ Lực là chị Huyền, lại kết hôn, lại cưới một cái anh này là gọi là anh Vinh. Anh Vinh này thì méo hiểu là từ đâu chui ra. Thì có lẽ là sẽ có một cái từng cái bí mật sẽ được bóc tách như mà củ hành vậy. Chúng ta cứ bóc lớp này nó sẽ ra lên lớp kia, bóc lớp này sẽ ra lớp kia. Thế rồi cuối cùng sự thật trần trụi sẽ được hé lộ. Có một cái tình tiết trong tập này mà không biết là các bạn có thể hiểu không, đó là khi mà thằng Cu Lâm là con của Lực và chị Huyền ấy, nó nói là có một cô gái đeo khăn tang. Cô gái đeo khăn tang này thì mình dự là cái oan hồn ma nữ mà Lực và Phú đã gặp ở đoạn đầu tiên trong cái chuyện, khi mà đang đi lái xe trên đèo Hải Vân ấy. Thì cái oan hồn này dường như là muốn giết thằng bé con này. Và khi đó, khi mà anh Vinh là anh chồng mới, anh nghe thấy như thế thì anh toát mồ hôi hột, và anh phải đi giả vờ đi ra chỗ khác mà đi sửa điện, nhưng mà thực ra đi ra chỗ khác cho bình tĩnh lại. Vậy thì anh Vinh là anh ẩn chứa cái bí mật gì trong con người anh? Và hồn ma của Lực có phải là hồn ma hay không? Hay là một người sống học được bùa phép gì đấy và quay về để trả thù? Mình nghĩ là Lực của chúng ta vẫn chưa chết đâu, mà là một cái dạng tồn tại nào đó chăng? Thì tất cả mọi bí mật sẽ dần dần được hé mở ra. Anh em cùng đón xem nhé. Về video ngày hôm nay thì kính mong các bạn là đừng quên like và share video này. Và quan trọng hơn nữa là subscribe Đảo Kinh Dị ngay lập tức để đón xem những câu chuyện ma mỗi ngày của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn.